Sáng giờ Việt Nam, mà dân hàng có mặt tại Viện Chiên Tu chi nhánh tỉnh Thất Quan Âm. Tiếp tục sáng hôm nay, dân hàng chia sẻ về cái lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang, khai thị về quy củ thơm thảo trong chốn thường trụ ở tại Linh Nham. Dạ, Di Đà Phật. Thưa quý vị, Tổ sư Ấn Quang ngài khai thị rằng trong thời thế bất ổn, chỉ có nên nhất tâm tu đạo, không nên tính toán vọng động xây dựng cho lớn cho nhiều. Nếu xây dựng thì chỉ xây dựng nho nhỏ vừa để ở đủ là được. Nếu mà xây dựng lớn và nhiều đó thì tài lực, tức là kinh tế không đủ. Thêm bên cạnh đó là sẽ chức họa vào trong thân của mình. Những cái lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang, tức là cái nhìn của các hàng Bồ Tát thấy rất là chính xác. Nhiều lúc đôi khi phàm phu chúng ta suy nghĩ, tính toán, lo toan, rồi nói năng, hành động, nhiều khi nó bị cái phiền não, nghiệp chướng, kiến hoặc tư hoặc nó sai sử, gọi là ngũ độn sử và ngũ lợi sử, nó sai sử. Còn các hàng Bồ Tát thì không còn các ngũ độn sử tham sân si mạn nghi, không còn ngũ lợi sử, tức là kiến hoặc, là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Cho nên các ngài có một cái trí tuệ siêu việt và dạy chúng sanh ở trong cõi ta bà này để khỏi vướng phải những cái nghiệp huệ lị, những cái thói quen, tức là cái nghiệp đó, nó làm cho mình huệ lị khổ đau, bi quan yếm thế, làm cho mình bất an. Thì trong cái lúc mà thời thế bất ổn này thì chúng tôi thấy vào cái giao điểm này thì bất ổn rất là lớn. Hiện tại bây giờ những người bị dịch bệnh đang bị cách ly, một số lượng người thì bây giờ nước Mỹ là nhiễm nhiều nhất trên thế giới. Mà những người khi mà bị nhiễm thì tâm họ bất an, lo sợ. Cho nên sáng hôm nay chúng tôi công phu hồi hướng cho những người đang lo sợ, đang bị nhiễm mà chưa chết, tức là cầu an cho họ. Vì cái thần chú Đại Bi cũng như mình niệm Phật và mình tụng kinh, mình hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, mình cũng không quên hồi hướng cho các vị đó. Mình thì mình được Phật từ Tam Bảo che chở, mình đang yên ổn, mình chưa thấy cái gì đến với mình hết, thì mình thấy nó an bình. Nhưng mà mình suy nghĩ lại những người họ đang bị bệnh, họ run sợ. Đất nước của họ phải bỏ ra một số tiền, bên Mỹ họ bỏ ra số tiền quá lớn để cho dân. Cho nên thành ra là cái việc mà đại chúng hôm nay chúng tôi sẵn nhắc luôn, đó là công phu bốn thời cũng như là lúc hộ niệm mình hồi hướng đó,
Thì Nhuận Minh viết thêm ra đó là cái lúc mà cầu an đó, mình nguyện Đức Quan Âm Bồ Tát phóng ngọc hào quang gia hộ cho đệ tử chúng con cùng tất cả chúng sanh, trong đó có các vị đang bị bệnh nhiễm dịch Covid-19 Corona, họ đang thống khổ, đau đớn, họ sợ hãi, rất là thương tâm. Con cô Phương ở Hà Nội có nói khi mà cô công phu xong, cô hồi hướng là cô rơi nước mắt. Cô thấy quá tội nghiệp những chúng sanh này. Khi mình đang được cái phước báu nó còn, rồi được tam bảo che chở cho nên mình an vui như vậy. Nhưng mà Ấn Tổ nói nhìn người khác bệnh rồi sẽ nghĩ đến mình. Nhìn người khác bệnh, mình sẽ bệnh. Nghĩ đến mình sẽ bệnh, thống khổ như họ. Nghĩ cái thống khổ này, nghĩ cái khổ của ta bà này là phát bồ đề tâm tinh tấn tu đạo. Thì đây là cái việc tinh tấn giúp cho mình không thối lui, không giải đãi, không thối tâm bồ đề. Nghe chúng sanh đau khổ chết chóc bệnh hoạn, mình dửng dưng, mình vô tư, không có gì, không dính dáng gì đến mình, cũng không dính dáng gì đến gia đình của mình. Họ chết mặc kệ, nhưng mà không ngờ rằng từ từ rồi cũng sẽ đến mình. Cho nên nghĩ đến chuyện thống khổ, bệnh hoạn, chết chóc, bèn phát tâm bồ đề, tinh tấn dũng mãnh. Thì người này rất tinh tấn dũng mãnh, và người này nghĩ rằng mình từ từ cũng sẽ chết, trước sau gì cũng chết, chết không biết đi đâu đây. Chết là chuyện bình thường rồi, nhưng mà cái chuyện quan trọng nữa đó là chết không biết đi đâu. Cho nên ra trong cái lúc này, đại chúng trên đó cũng như đại chúng ở khu chuyên tu, cũng như tất cả quý Phật tử đang nghe trực tiếp cũng như là nghe lại cái đĩa của chúng tôi, nên phát tâm bồ đề hồi hướng cho họ, để toàn tâm hết sức rung động, cảm động đến chuyện này. Cái chuyện này các hàng Bồ Tát họ làm có kết quả, giống như là Hòa Thượng Thiên Hóa dắt có 4 đứa trẻ thôi đến một cái làng đó là họ đang bị bệnh rồi đó. Một ngày nó chết quá chừng người luôn, có khi 10 người, có khi 20-30 người, cả 100 người chết mà ngài trì thần chú đại bi hồi hướng tại cái làng đó hết. Cái làng đó hết chết, chỉ một mình ngài với 4 vị trẻ trẻ. Mà cái chuyện thần chú đại bi không phải chỉ Hòa Thượng Tiên Hóa trì có linh nghiệm mà mình không có linh nghiệm. Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn không có cái nguyện là chỉ có Bồ Tát trì mới linh nghiệm mà mình không trì không có linh nghiệm. Cái chuyện này không bao giờ có. Nếu ai thành tâm mà trì, mà cung kính mà trì, mà cảm động vì chúng sanh đau khổ mà trì để hồi hướng thì chắc chắn có hiệu quả. Dầu cho bây giờ mình ngồi tại đây mình hồi hướng qua bên Mỹ, cũng như chúng tôi cũng có cái duyên qua Mỹ ở với thầy Nhuận Tề, thầy Nhuận Minh 2 năm, mình cũng có cái duyên đặt chân đến nước Mỹ, ăn cơm ăn gạo của Mỹ, ăn rau của Mỹ, xài tiền của Mỹ. Bây giờ tự nhiên sực nhớ đến và thương tâm, thấy họ quá nhiễm quá nhiều, và mình cũng có cái duyên cho nên hồi hướng không những nước Mỹ, nước Ý, Italia đó, rồi Tây Ban Nha, rồi Pháp, Đức, rồi Trung Quốc, tất cả mọi nơi mình gieo cái thiện cảm đến với các loài virus này là mình hồi hướng cho họ vãng sanh, chứ không phải muốn diệt họ chết. Bây giờ khởi cái niệm mà mình diệt cho họ chết, mà bây giờ biết làm sao mà diệt cho nó chết đây? Mình biết cách gì đâu, mình đâu có khả năng đâu, mình đâu có chế ra cái vaccine để mà mình diệt nó được, mình cũng không biết cách nào để làm. Thôi bây giờ mình làm đúng lời Phật dạy, luôn luôn khởi thiện tưởng, thiện niệm, thiện ngôn và thiện hành, khuyến khích mọi người cùng làm. Và khi mà mình hồi hướng đến nguyện Đức Phật A Di Đà phóng ánh ngọc hào quang tiếp độ phụng vị chư hương linh vong linh của quyền thất tổ thập vị loài cô hồn, trong đó có các vị hương linh chết vì bệnh dịch Covid-19 Corona, hồi hướng cho họ nữa. Cái tâm của mình hồi hướng như vậy, cái tần số của mình phát ra, thì trong cái khu đó, trong cái nơi mình ở, trong cái nhà của mình ở, và trong nơi bản thân tâm của mình đều nhận một cái thông tin, đó là thiện niệm. Thì có thiện thần và có cái chuyện mà an lành, an bình, an hòa đến với mình, đến gia đình và đến xung quanh khu vực đó. Và những người họ mất như vậy đó, họ cảm được cái tần số của mình đó, cái công đức của mình hồi hướng đó, thì họ siêu thoát. Cho nên thành ra phàm phu mình thì nhìn cái ngăn cách từ đây qua Đà Lạt, lên Đà Lạt, từ đây xuống Sài Gòn, từ đây ra Hà Nội, từ đây
qua bên Nhật, bên Mỹ, bên Úc, Canada thì nó có khoảng cách không gian, thời gian, không gian nó xa đúng không? Nhưng mà tâm tưởng thì nó vô quá ngại. Cũng như quý vị nằm mơ vừa nghĩ đến Mỹ là tâm thức của mình đã qua tới Mỹ rồi, thì cái tâm thức nó không có chướng ngại. Thì cái tâm pháp cũng vậy, cái tâm pháp tức là tâm mình niệm cái pháp đại bi, niệm Phật, niệm Quan Âm, nghĩ đến cái công đức đem đến cái vùng đó, thì tức thì không gian và thời gian không có chướng ngại, và không phải là phải mất hết mình mua vé máy bay rồi mình phải bay mang mang qua tới bên đó, rồi cái không gian nó xa quá mình phải đi từ từ mấy ngày mới tới. Cái tâm thức mình nó không có bị giới hạn, cho nên Phật A Di Đà biết cái điều đó, ngài mới khai triển nơi cái tâm thức của ngài là tất cả pháp giới trong 10 phương niệm đến danh hiệu của ngài tức thì nhận được công đức ngay tức khắc. Bây giờ ngài là trí tuệ siêu việt, ngài nhìn thấy không gian và thời gian không chướng ngại với tâm linh, vô quá ngại với tâm linh, nó không có chướng ngại được, vì công đức mình chưa hội tụ đủ và cái năng lực tâm mình chưa đủ, cho nên mình phải nương nơi thần lực pháp lực của Phật, và cái tâm lực mình có khả năng đi đến bất kỳ một khu vực nào khi mình nghĩ đến. Khi mình nghĩ đến đó là một thân tư tưởng của mình đến, cái thân vật lý về sắc là thân, sắc ấm là đất nước gió lửa, nó có chướng ngại, nó là cái dụng của chân tâm thô phù. Còn cái dụng của chân tâm mà thân tướng của người ở Tây phương Cực Lạc, họ đi một cách rất dễ dàng. Họ là thân nơi cái dụng từ nơi chân tâm thanh tịnh lưu xuất ra là thân tử ma chân kim. Họ nghĩ một cái là cái thân họ đi đến cảnh giới của Ngài Diệt Sư liền. Hoặc ngày nghỉ người ta nghĩ một cái là cái thân trong tư tưởng đó đi đến cảnh giới của Ngài Di Lặc là nội viện đâu xuất liền. Thì đó là thân tư tưởng họ có khả năng đi được như vậy. Nhưng phàm phu mình thì bị đóng khung trong cái tâm vọng tưởng điên đảo, nghĩ rằng là mình phải có tiền có bạc, nếu mà có thì tốt quá, còn nếu mình không có thì mình dùng cái tâm pháp của Phật, mình hiểu ra được cái nguyên lý là tâm tưởng mình khi tưởng chỗ nào thì nó đến chỗ đó. Nhưng mà mình tưởng cái nhơ nhiễm, tưởng tưởng cái phiền não, tưởng cái tham sân si ái dục, cho nên nó bị cái tưởng đó nó giết mình, nó nhận mình chìm xuống tận đáy luôn, cho nên mình khổ đau. Nó không phải vậy mình cống cao ngã mạn là mình có thể làm như Phật, mình làm không được như Phật, nhưng mà mình khởi được cái thiện tưởng lên tất cả các loài virus và hồi hướng cho những người ở bên kia thế giới đại dương là họ nhận được thông tin đó ngay. Một lần chưa được, 2 lần, 3 lần, 5 lần, 10 lần, nhiều lần. Có một vị đó họ tụng kinh Pháp Hoa tại nhà họ, mà cách xa cái ruộng đó xa là mà 10 mấy cây số, tức là 10 mấy dặm xa vô cùng, mà các vị mà bị chết vì dưới ruộng nó không lên được, tâm thức của họ bị trì trệ nằm tại đó và chấp nhất nơi đó, họ đau khổ giống như địa ngục. Địa ngục đó là địa ngục dưới ruộng lúa, rồi địa ngục trên cây là treo cỏ trên cây, rồi địa ngục dưới hàng hang sâu, địa ngục dưới lửa đốt, vân vân. Mà họ cái tâm thức của vị này tụng kinh mà lan truyền đến họ và họ nghe, bắt đầu cái tâm thức họ vùng mạnh lên và họ lần mò theo cái âm thanh tụng kinh, họ đến họ cảm ơn vị pháp sư đó. Cái việc này có rõ ràng, cho nên ra cái việc trong thời thế bất ổn mình thì phải nên nhất tâm tu đạo, và trong cái nhất tâm tu đạo trong thời thế hôm nay thì cái việc mà trì đại bi niệm quan âm là cấp bách, là cần thiết vô cùng. Dĩ nhiên mình cũng phải niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Cho nên Ấn Tổ nói gặp bệnh, gặp dịch, gặp chướng ngại nên niệm Quan Âm nhiều hơn, niệm Phật A Di Đà, nên trì thần chú Đại Bi nhiều hơn. Trong cái lúc công khóa mình tu, còn hàng ngày mình giữ danh hiệu đi A Di Đà để mà mình kết duyên để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì trong cái chuyện tu hành đó thì cái thọ mạng mình mà nó ngắn và cái tích lũy thiện căn phước đức của mình nó chưa đủ thì cái việc vãng sanh nó trở ngại và nó phẩm vị thấp, cho nên cần thọ mạng dài. Thọ mạng dài ít nhất gì cũng được như Ấn Tổ là 80 tuổi, bằng như tuổi Đức Phật A Di Đà, còn không thì cũng phải 60 tuổi là hết hết một cuộc đời. Thì chúng tôi thấy với cái sức khỏe của đại chúng, chúng tôi không phải chê quá đáng nhưng mà thấy yếu ớt lắm, mới có 30 mấy 40 thôi mà cảm sổ mũi sốt rồi đủ thứ bệnh hết trơn,
nhói tim rồi cái gì đó tùm lum hết, đủ thứ bệnh hết trơn. Thì ông tổ nói có hai việc, việc thứ nhất là ăn những loại máu thịt huyết nhục. Thì những loại máu thịt huyết nhục đó là chất độc, nó làm cho cơ thể của mình là bệnh hoạn, rồi bị phải bị trả nghiệp báo. Còn riêng quý thầy quý chú không ăn những loại huyết nhục này mà vì sao bệnh? Hồng nhấc tay động chân. Có hai việc thôi. Việc thứ nhất là không nhấc tay động chân, làm biến quá cỡ luôn, làm chút chạy về mất tiêu, làm buổi sáng chiều không thấy mặt mũi đâu nữa hết. Thì không chịu khó nhấc tay động chân để huyết mạch lưu thông thì người này phải bệnh. Lời này tổ nói chứ không phải giáo nhàn nói đâu. Thứ hai là ăn những loại món có huyết nhục, thì đây là nguyên nhân để tác động, là đem bệnh từ bên ngoài vào, bệnh tùng khẩu nhập. Cho nên ra quý vị thấy là cái việc một các vị vua mà Ấn Tổ ngày hay nói, tôi không thấy một vị vua nào mà sống thọ. Thứ nhất là họ ăn mâm cao cổ đầy những cái món con này con nọ quá là đầy đủ để họ ăn những cái món huyết nhục này, cho nên thành ra họ chết sớm. Thứ hai, họ chỉ lo tính toán bằng cái đầu, ít có khi làm công việc giống như là những người nông thôn, những người nông phu. Họ chỉ ngồi trên ngai vàng thôi, cho nên cái chuyện nhấc tay động chân của họ là chắc chắn không bao giờ có rồi. Dĩ nhiên họ có phước báu quá lớn cho nên họ mới được làm vua, mà họ xài cái phước đó quá nhanh, đáng lẽ họ phải xài 5 đời, 10 đời, vài ba chục đời, mà cuối cùng họ xài trong một đời mà hết cấp kỳ nhanh luôn. Thứ nhất là ăn những món huyết nhục, thứ hai đó là không nhấc tay động chân, mà cái việc thứ ba tàn khốc nhất đó là lấm thê nhiều thiếp. Vua nào mà ít lấm thê nhiều thiếp? Không có vua nào mà không có nhiều thê nhiều thiếp, mà chính nhiều thê nhiều thiếp đó là hao tổn tinh lực chết sớm. Hôm qua chúng ta nói cái gì đó, cái ông này đâu phải là ông vua đâu, ông này là một cái ông mà coi như già sống 120 tuổi, tu ở đạo, không phải đạo Phật nữa, đạo Hindu. Đạo Hindu tức là họ thờ các vị thần, mà họ cung kính một vị thần như con bò, con khỉ, con rắn đôi khi nhiều lắm. Họ có cái tình thương đến loài súc vật thôi mà họ còn kéo dài thọ mạng như vậy đó. Trong khi đó là họ biết tích lũy cái thọ mạng của họ bằng cách gì? Bằng cách là sống độc thân. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuy rằng Ngài lập gia đình đó là cái biểu pháp thôi. Cái biểu pháp đó là Ngài có cái nhân duyên để Ngài nói Ngài cũng là một chúng sanh như bao chúng sanh có gia đình rồi đi tu. Chứ không phải chỉ là những người đi tu còn trẻ chưa có gia đình là tu thành Phật, còn người có gia đình tu rồi không thành Phật. Đó những biểu pháp của Ngài. Và biểu pháp của Ngài là một bài học vô giá, và cuối cùng Ngài phải rời bỏ cung vàng địa ngọc. Làm vua Ngài cũng rời bỏ. Ngài nói nếu mà làm vua đi thì những người khác làm vua tu thành Phật ở trong cung vua, thì người khác người ta ở trong cung đà vàng điện ngọc, người ta ở nơi sung sướng, người ta tu để thành Phật. Ngài không phải bác, không có biểu pháp như vậy. Ngài phải rời hết tất cả ngũ dục tài sắc danh thực thì để Ngài đi tìm con đường đạo, Ngài tu nó mới thành Phật chứ. Cho nên thành ra là cái việc mà để mình biết rằng là cần thọ mạng kéo dài trong đời này mà kéo dài không bệnh hoạn, thì thứ nhất là chịu khó nhấc tay động chân như thầy Chánh, thầy Minh bước ra khỏi phòng sáng đi vòng, coi cái dàn phơi đồ, coi đồ đạc thì để lĩnh cảnh lãng cảng xếp lại, giống như mình người trong gia đình biết chăm sóc đồ đạc trong gia đình, rồi vận động mấy cụ già lớn tuổi đó, rồi sắp xếp mấy cái ống để đâu, mấy cái đồ đạc để đâu không biết thì hỏi, sắp xếp đồ lại gọn gàng đâu vô đó hết, đông người cho nó đâu ít đâu, gạch đồ xếp làm mình vận động thì máu huyết nó lưu thông thì người này không có bệnh hoạn. Bất cứ là đau đầu, là sổ mũi, là viêm son, là bệnh gì đi nữa cũng không nhấc tay động chân thì không bao giờ hết. Cho nên thành ra cái ông già mà sống 100, cái vị mà sống 120 tuổi đó là thứ nhất là sống độc thân, là mấy thầy là có cơ hội rồi, không? Quá cơ hội rồi. Thứ hai là họ tập xuống nguồn tươi trẻ, mấy thầy phải tập. Sáng nay bắt đầu tập là nó thấm, hít cho thiệt sâu vô. Cứ một là mình bấm một ngón tay cái, 11 là 11 ngón tay, còn cái tâm mình để mình đếm đến số 1 đến 10, đếm chậm hít thiệt sâu, bảo đảm là khí lực lưu thông, con người sảng khoái. Sở dĩ mà giáo nhàn mỗi buổi sáng nói được là có cái khí lực như vậy, cho ai mà nói hoài như vậy nói, micro nó hút hơi chịu gì nói, mà nói hoài được là do sáng có bơm khí vô, tối bơm thêm lần nữa là ngủ ngon. Ông này ông tập xuống vườn tuổi trẻ, ông sống thọ, mạng kéo dài 120 tuổi, sao mình không học?
Thứ ba là ăn rau cỏ xung quanh cái khu vực ổng trồng mà chính bản thân ổng trồng lên. Thì ở đây cũng đủ điều kiện luôn, là trồng rau, có một mảnh vườn 7-8 ngàn mét vuông giờ trồng rau ăn. Đủ điều kiện như ông ta, tức là điều kiện này là điều kiện thọ mạng kéo dài, ít bệnh hoạn, là chắc cú là mình làm được. Điều mình không chịu làm thôi. Ông hàng ngày vẫn ra nhấc tay động chân, vẫn cuốc đất, cuốc cỏ, chứ đâu có ngồi trong phòng hoài, nằm đơ trong đó đâu, làm sao mà thọ mạng kéo được. Giờ ai thấy trên đó cũng rề rề bệnh hoạn, là trong quá trình thời gian mấy năm nay ít khi nào kêu quý thầy nhấc tay động chân đi làm, thấy không? Cho nên thành ra là nó bị huyết máu nó không lưu thông, nó bế lại cho nên bị bệnh thôi. Đó. Cho nên thành ra là cái việc mà để mà thọ mạng kéo dài thì bắt buộc con người này ba điều chúng ta quy lại. Thứ nhất là sống độc thân, giữ tinh lực. Thứ hai, tập xuống nguồn tuổi trẻ là tập thể dục. Mỗi người có một pháp môn, một cái bộ môn thể dục nào đó. Nhưng mà cái bộ môn thể dục xuống nguồn tuổi trẻ là chúng tôi thấy lấy cái khí lực vô là mạnh nhất. Thì xuống nguồn tuổi trẻ là đầy đủ cái khí lực. Và gọi là tinh khí và thần là tùy theo mỗi người, cái tinh thần đó có an định được hay không là tùy theo mình hành trì cái pháp môn tu hành của mình. Như ông cái đạo Hindu đó, ông hành trì cái pháp môn của ổng cho nên tinh thần nó an ổn, thể xác ổng khỏe mạnh, do ông độc thân một mình ít có hao tổn tinh lực, rồi khí lực ổng đầy đủ do ông tập xuống nguồn tới trẻ, và tinh thần của ông là an trụ và ông tu theo cái đạo Hindu. Còn mình là có cái phương pháp an tâm, đó là trì chú đại bi sáng tối, niệm Quan Âm, niệm Phật Di Đà. Cái ông tổ nói là người mà an trụ danh hiệu Phật, bốn chữ A Di Đà Phật trong tâm thường xuyên thì thân người này sẽ an, thân người này sẽ định, tinh thần người này sẽ an lạc sảng khoái. Nếu mà mình làm được hai điều kiện là không lập gia đình, độc thân, tập số người tôi trẻ, nhưng mà tinh thần bấn loạn, tinh thần phiền não, tinh thần khổ đau, tinh thần chấp trước, tinh thần tham sân si dễ đầy, bực bội tức tối, thì cái thân này để mà nó khỏe thì chuyện này không có. Bởi vì tinh thần đang bị bất an, tinh thần nó kéo luôn cái sẽ xác. Và cái lúc mà bất an vậy là nó không còn hưng phấn để mà có thể là tập xuống nguồn tuổi trẻ, thể dục hoặc ăn uống điều độ, ngủ nghỉ, nó làm rối loạn hết cái sinh hoạt mình luôn. Từ cái tinh thần nó rối loạn, nó làm toàn bộ cái sinh hoạt mình rối loạn hết. Cho nên thành ra tổ sư Ấn Quang nói là phải an tâm tu đạo. Tấn tu đạo nghiệp thì phải làm sao cho tâm được an. Tâm an thì bây giờ phải có cái pháp Phật, chứ tự tâm mình trở về chân tâm thường trụ, sống lại với cái tánh đức thì mình khó làm lắm. Đi bằng con đường chân không để thể nhập vào Phật tánh thì nói thì dễ, dầu cho bạn đạt được đi nữa, đó là minh tâm kiến tánh thành Phật, có đó là chỉ là ngộ được Phật tánh thôi, còn chưa chứng được đâu. Chứng được mà đoạn kiến hoạt thì thôi, vô sơ quả là phải tu thời gian khá lâu. Chứng được coi như là đoạn được kiến hoạt để mà chứng sơ quả thì chuyện này không phải dễ. Khó, khó vô cùng. Cho nên ra mình tu pháp môn tịnh độ chỉ cần phục được nó thôi. Mà câu Phật hiệu là có khả năng phục được, điều mình có chịu làm hay không thôi. Bây giờ có ai mà kêu rằng là đóng cửa ở trong nhà luôn, không làm gì hết, chỉ niệm Phật không? Được không? Được. Có các bậc thượng căn thượng trí là họ phước đức họ viên mãn rồi. Còn mình bậc hạ căn trung căn làm sao đủ phước báo mình làm được chuyện đó? Thấy không? Cần phải có nhiều cái pháp lành, nhiều cái sự sinh hoạt nó điều hòa nó mới tồn tại được lâu chứ. Cho nên chúng tôi thường nhớ Ấn Tổ nói không có ông vua nào mà sống thọ. Ba điều, thứ nhất là ông chỉ ngồi ngai vàng chỉ đạo công việc, ít nhấc tay động chân. Thứ hai đó là ăn nhiều món huyết nhục, do làm vua cho nên nhiều người mang những món ngon vật lạ đem đến dọn cả trăm món ăn trên bàn. Và thứ ba là lắm thê nhiều thiếp, phải chết sớm. Thế thay vì bây giờ mình sao? Mình bây giờ sống độc thân giống như ông này, là cái ông ở bên Ấn Độ, đạo Hindu. Thứ hai, mình có tập xứ nguồn tươi trẻ, tập thể dục, vận động cơ thể. Và thứ ba, mình ăn rau cỏ. Đó là thân mình là an ổn. Còn cái tâm của mình tu đạo, nhất tâm tu đạo, thì cái nhất tâm tu đạo mình tu như thế nào? Cái thằng chú Đại Bi hôm nay chúng tôi giảng tới giảng lui, nói cho sâu. Hôm qua thầy Dũng Thành, ông đang làm cái tự nhiên suy nghĩ, ông kêu con đang hộ niệm gieo duyên và đang trong ban hộ niệm, bữa nay nghe
sư phụ nói về cái chuyện mà trì đại bi, con phát tâm vô chánh điện trì thêm đại bi, kêu tốt quá. Vì cái thần chú đại bi khi mà người mà trì tụng, thì hôm bữa chúng tôi đang giảng đó, là thứ nhất là không bị chết vì đói khát khốn khổ. Và khi không đói khát khốn khổ chết như vậy, thì người này khi trì thần chú đại bi được ngũ phước lâm môn. Năm cái phước mà đến với họ, mà thay vì họ phải làm rất là khổ, kỳ công khó khăn vô cùng, nhưng mà khi mà họ trì được thần chú đại bi thì năm cái phước này đến với họ rất dễ dàng. Bởi vì cái thần chú đại bi là một cái pháp mà từ tâm tưởng của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn sanh ra, và đây là cái quả địa giác của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn hồi hướng bao nhiêu cái công phu tu tập, bao nhiêu cái phước báu trí tuệ vân vân và vân vân vào trong cái thần chú đại bi này. Mười phương chư Phật phải tán thán mà, muôn kinh điều xiển dương mà, muôn luận điều tiên nói mà, chính giới cùng quy về. Cho nên tổ sư Ấn Quang ngài nói là tôi hàng ngày phải trì thần chú đại bi, liền lượng theo sức mình mà trì chú đại bi niệm Phật. Quý vị nhớ hôm trước thầy Nhật Tấn có đọc cái cuộc đời và sự nghiệp của tổ sư Ấn Quang không? Cuộc sống và cuộc đời của tôi mỗi ngày tùy theo sức mình trì thần chú đại bi và niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bồ Tát đã thế chí mà còn phải trì thần chú đại bi, mà không phải trì đó là chị khơi khơi trì để mà làm biểu pháp để nhắc cho chúng sanh, mà trì là vô đại bi tam muội đó. Mỗi cái pháp của các vị Bồ Tát có cái công dụng thần lực, và nó vào những cái thời điểm có cái kết quả nhất định chứ. Nó có kết quả khác nhau, ví dụ vào những cái lúc mà lâm thời dịch bệnh khổ nạn chướng nghiên, cho nên Hòa Thượng Tiến Hóa mới rủ bốn đứa nhỏ đi trì thần chú đại bi. Rồi Tổ Ấn Quang trì thần chú đại bi, các vị Bồ Tát này làm có cái ý của các ngài hết, chứ đâu có phải là làm không không đâu. Có nhiều người nói chúng tôi bữa nay tu tịnh độ bị sen tạp, rồi bị thiên lệch qua thần chú đại bi rồi. Chúng tôi nói cái chuyện nhất tâm tu đạo là chúng tôi khai triển trước là cái thần chú đại bi trong cái lúc dịch bệnh này, ai đủ duyên thì trì, còn không đủ duyên thì thôi, không có nhân duyên với Bồ Tát Thiên Thủ thì thôi, đừng có hỷ bán. Mà thường Phật tử thì ngoan lắm, người ta cũng còn tính tâm với tâm bảo, người ta không trì thì thôi, cho các vị tu sĩ mình nhiều vị họ hỷ bán cho phải biết. Họ tu thiền theo nguyên thủy, học từ họ tu thiền đại thừa, hoặc giả họ học giáo, hoặc học di thức, họ tu những pháp môn khác thì họ hỷ bán cho phải biết. Thế là người tu sĩ là con của Phật mà đi hỷ bán chú của Phật, đi hỷ bán pháp môn thiền, hỷ bán pháp môn tịnh độ. Mình chỉ nói cái khó cái dễ thôi chứ không có dám hỷ bán. Nhưng họ hỷ bán bởi vì họ học Phật pháp và họ không có hành trì, cho nên cái tâm khinh nhờn kinh khủng luôn. Cái này gọi rằng là sở chi chướng. Họ chấp vô cùng. Nó, họ chấp vào cái lý, tức là Phật nói về cái lý tánh thôi, còn cái sự tướng mà trì chú lễ Phật, niệm Phật, ăn chay đồ, là mấy cái chuyện hình thức bên ngoài là phụ họa, mà bản thân là họ làm chưa được, họ lại hỷ bán. Thì những người tu sĩ họ hỷ bán rất mạnh, họ không có sợ nhân quả. Bị họ học rồi họ nghĩ họ giỏi, họ nghĩ họ chứng, họ đắc. Cho nên thành ra họ bị trở ngại. Một mình họ trở ngại rồi họ phá kiến cho bao nhiêu con người khác trở ngại. Cho nên thành ra là cái việc mà mình trì thần chú đại bi, ngoài cái việc mà mình giữ độc thân không phải là dễ đâu nghe. Giữ để mình sống độc thân không phải là dễ. Dầu cho thân mình độc thân ở một mình trong tỉnh thất quan âm, ở khu chuyên tu, ở một căn nhà riêng, nhưng tâm tưởng mình vẫn không độc thân, tâm tưởng mình vẫn lan man mơ tưởng đủ thứ bên ngoài hết trơn, thì thân có độc thân mà tâm vẫn chưa an trụ vô pháp để đơn độc để mà tu hành, vẫn bị vọng tưởng nó dắt đi, thì ngày này chưa phải là thân tâm để độc thân. Mà gì? Mà chỉ thân độc thân ở riêng một mình mà tâm vẫn không có pháp lành an trụ yên ổn, cho nên nó vẫn gì? Nó vẫn rong chơi ta bà ha, nó vẫn rồi cái thân nó tuy rằng ở yên nhưng mà cái tâm nó không yên, thì một thời gian cái thân này cũng dăng đi mất, chạy theo cái tâm này mất. Cái tâm nó là chủ đạo, nó dắt đi mà. Cho nên ra cần phải có cái pháp an tâm nữa. Nếu mà có pháp an thân rồi á, sống độc thân, tập thể dục vận động cơ thể, rồi ăn uống đó là không ăn loài động vật nó có độc, mà ăn loài thực vật là rau cỏ, vui sống trong tháng ngày, thọ mạng kéo dài rồi nha. Nhưng cần phải có cái pháp an tâm.
Thì cái pháp trì thần chú đại bi là cái pháp an tâm sáng tối. Trong kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn của ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni nói chỉ cần trì năm biến. Năm biến đó là nói với hạng thượng căn, còn mình trung hạ căn là phải 50 biến. Ấn Tổ ngài biểu pháp là cuộc đời ngài là 50 biến đó. Sáng 25, chiều 25, quá dễ dàng, quá nhẹ nhàng, mất đâu có nhiêu thời gian đâu, có 1 tiếng 10 phút thôi. Nếu mà 25 biến thì chỉ có 35 phút nhiêu đó, hoặc là ai mà trì chậm lắm thì 40 phút, 1 tiếng 20 phút thì đâu có nhiều đâu. À, thì như vậy khi mà trì thần chú đại bi thì được cái gì? Thì người này sẽ được ngũ phước lâm môn. Thứ nhất là trường thọ, là số mạng không chết yểu, lại có phước lâu dài. Thì nó khế hợp lại, nó khế hợp với cái vấn đề đó là không bị chết vì đói khát khốn khổ. Người mà thọ mạng kéo dài khi họ trì thần chú đại bi là họ được trường thọ. Mà người không trì thần chú đại bi mà còn ăn thịt chúng sanh nữa thì người này yểu thọ. Vì sao? Vì sao không tu pháp lành là pháp của Phật, trì thần chú đại bi, niệm Phật, niệm Quan Âm, mà cộng thêm lại với cái việc đó là ăn thịt chúng sanh, tâm luôn luôn nghĩ xấu ác người khác, ganh tị, bực bội, tức tối, tâm ích kỷ, sân hận. Mà thường phàm phu chúng ta mà không có pháp lành hàng ngày niệm là nó xuất hiện cái đó. Bởi vì mình hung tập từ vô lượng kiếp đến bây giờ rồi mà. Biết nó không theo, biết vọng không theo, nhưng mà mình với nó là một rồi, theo không theo rồi cũng dính trong đó hết trơn. Những người mà họ có được đại căn đại trí, những người tu thiền mà họ sống ngộ được cái tánh Phật rồi, thì họ với lại là vọng là hai, họ biết, họ không theo và họ làm chủ được. Còn mình vọng thôi, nó nghịch trời mây rồi. Họ là con người đứng ngoài cái nhà xí thì họ nghe mùi xí họ phân biệt. Còn mình vô cái nhà xí, nhà hầm phân mà nó hôi dơ, mình ở trong đó với hầm phân là một, thì cái hơi thở mình với phân là một, thì bây giờ còn cái mùi đâu nữa mà hôi. Nói với mình là một rồi hửi riết cái rồi, nói với phân cái mùi hôi thối nhà xí với mình là một rồi thì đâu phân biệt được mà hôi thối. Còn cái người mà ở ngoài cái hầm, cái nhà phân đó, ngoài cái nhà vệ sinh đó, thì người ta bước vô người ta nghe, người ta rui lui ra được liền. Còn mình là chưa được cái tại trạng thái là tâm thanh tịnh hoàn toàn, cho nên mình với vọng là một, cũng như mình đã vô phòng nhà xí ở chung trong đó rồi, mình do tham sân si mạn nghi vọng tưởng là một, làm sao mình biết không theo được, làm sao mình làm được điều này? Chỉ có cái pháp an trụ vào tâm để từ từ bắt đầu nó nguôi ngoa, nó giảm lầm nhẹ nhẹ lần lần, phát đại tín nguyện để nguyện vãng sanh, không làm vua chúa, không làm tỷ phú, không làm người xuất gia đời sau còn trẻ, nghe một ngộ trăm ngàn, đó là vào ngã rẽ, quyết định không làm. Thì như vậy là mình trì thần chú đại bi, nói chung là niệm Phật, niệm Quan Âm, tu pháp lành mà Phật chỉ, thì người này trường thọ. Trường thọ tức là thọ mạng trong cõi này 60 thì họ có thể 80, 100, 120, kéo dài hơn thọ mạng bình thường mới gọi là trường chứ. Thọ mạng của mình 60 tuổi thì chừng đó là bình thường, không phải là trường, không phải là dài, mà phải 80, 100, 120. Mà người thường niệm Phật gì từ chú đại bi và niệm Quan Âm, họ tu pháp lành, họ ăn chay, họ chịu nhắc tay động chân, họ chịu lo việc cho tam bảo, tinh thần họ sảng khoái thì không bao giờ họ chết sớm. Những người mà họ mà coi như là chết chắc mà đang chết, chuẩn bị chết tại một cái làng bên Trung Quốc mà họ thượng tiến hóa chung với bốn đứa trẻ mà đi trừ đại bi mà họ không chết luôn, là mình biết trì đó là họ không biết trì. Những người mà đang chuẩn bị chết, đang bệnh đó, có chết rồi đó, chết rồi thì không nói rồi, mà gì mà được thần chú đại bi gia trì, cái thần lực tha lực gia trì, chứ bản thân họ đâu có trì, họ đâu có biết gì đâu, thế mà cũng vượt ra đại nạn, họ không chết. Còn mình đây là bản thân mình trì thần chú, có niềm tin người ta khuyến khích mình như vậy, thì làm gì có cái chuyện chết bất đắc kỳ tử, chết vì đói khát khốn khổ. Mà người này phải được ngũ phước lâm môn là thọ mạng họ kéo dài. Trong cái công đức mà thần chú đại bi chứa đựng ở trong cái thần chú đại bi chứa đựng công đức ở trong đó, đó là có cái việc đó là không chết đói khát khốn khổ và thọ mạng kéo dài. Thọ mạng kéo dài, cho nên cái người mà ở cái làng bên Trung Quốc họ chết chắc rồi đó, dịch là chết chắc rồi đó, mà cuối cùng họ thượng tiến hóa đến trì lại hết. Còn một cái làng ở Thiểm Tây ở bên Trung Quốc
cũng bị bệnh dịch chết quá chừng luôn mà Ấn Tổ chỉ cho họ niệm Quan Âm trì Đại Bi mà họ chết, họ vượt ra cái chết đó. Còn mình đây là chưa bị mà trì thì làm gì có cái chuyện đó đến với mình, chắc chắn là như vậy. Cho nên thành ra chúng tôi mà được cái niềm tin mà thằng chú Đại Bi đó là do Tổ sư Ấn Quang trao truyền. Được cái niềm tin ban đầu để niệm danh hiệu Phật đó là Hòa Thượng Tịnh Không. Và thêm cái động lực đó là niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát đó là lạy Ngũ Bách Danh và Tổ Ấn Quang đề xướng. Và Hòa Thượng Tiên Hóa, chúng tôi cũng có cái nhân duyên rất là sâu dày. Khi ở bên Mỹ mà rời nước Mỹ về lại bên này quyết định thì bao nhiêu đồ của Tam Bảo kinh khủng, không biết cách nào mà cho ai. Bên Mỹ không dễ gì, nhà họ vừa phải đâu phải đem Phật, đem đồ đạc rồi sân khấu, chúng tôi qua đó để đóng, để làm, để mua đồ đạc để mà tổ chức pháp hội, đâu phải nhà họ muốn bỏ vô là bỏ vô đâu. Bên Mỹ họ có cái khuôn khổ phòng ốc đâu ra đó hết, mình biết ngõ nào mà mình để cứ thuê cái kho thì tốn tiền nhiều quá, về bên đây mà cứ để cái kho như vậy tính sao. Thì cuối cùng cầu nguyện gia hộ sao đó rồi cuối cùng là mang lên Vạn Phật Thánh Thành, họ nhận hết, từ xe cộ, đồ đạc, chuông mỏ, đồ ăn, thức uống, những cái gì trà xong, đồ đạc Phật tử mang, chúng tôi mang hết toàn bộ đi lên ở trên thì Vạn Phật Thánh Thành có nhân duyên với ngài. Cho nên về đây mà chúng tôi gặp cô Hương cổ gửi, cái việc mà trì thần chú Đại Bi có thể tiêu trừ 84.000 chứng bệnh, 84.000 chứng bệnh, tức là 84.000 chứng bệnh, không có bệnh gì trong cái cõi này mà không trừ được hết. Hô hấp cấp rồi bệnh viêm phổi, Covid-19, tất cả các loại vi trùng ung thư, không có cái gì mà không trừ được hết trơn. Mới gọi là thần chú Đại Bi trừ được 84.000 chứng bệnh khổ của chúng sanh mà. Và liền được phước đó là trường thọ, thọ mạng kéo dài, sống an vui yên ổn vô cùng. Thay vì mình phải phóng sanh, mình phải ăn chay, mình khuyên người phóng sanh, khuyên người ăn chay, làm những cái phiền, cái phước thiện lành tự thân của mình làm rất là nhiều, cho nên thọ mạng mình mới được kéo dài. Trong khi đó cái quả giác, cái quả địa giác của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn đó là thần chú Đại Bi, bao nhiêu công đức thọ mạng, trí tuệ, phước báu, tiêu bệnh dịch vân vân, mọi thứ ở trong này sẵn hết mà mắt phàm không có thể nào thấy được. Chỉ hàng đăng địa Bồ Tát, tức là từ sơ địa đến thập địa mới có thể thấu hiểu được cái pháp của thần chú Đại Bi. Mà đôi khi những người hạ căn không phải là đăng địa như phạm phu chúng ta mà khinh nhờn thì tội này lớn lắm, lớn lắm. Vậy cho nên thành ra chúng tôi cảnh báo quý vị, một số các thầy như là thầy Nhân Đức, hôm nay chúng tôi nhắc lại, thầy rất là giỏi, chúng tôi giao cái chùa Hộ Pháp với đó cũng giúp đỡ rất nhiều người, nhưng mà chúng tôi gần lại đây nghe vẫn có cái mùi, vẫn có cái tư cách, vẫn là gì, không thích trì chú, rồi hay hỉ bán, hay nói soi móc cái chuyện người trì chú. Chỉ bốn chữ A Di Đà Phật, Hòa Thượng Tịnh Không, nói mà quý vị không nghe, quý vị theo ai? Vừa nói vừa ra la nạt người khác, vừa là có cái tâm hung hăng bột chột, mà cái này gọi rằng là chúng tôi cảm giác thấy là thực sự đọc vào văn sao sẽ thấy được cái tâm trạng đó là cái tâm trạng mà coi như nguy hại vô cùng. Mà một người mà nói mà lên công chúng mà không nghiên cứu kỹ mà nói với cái tâm trạng này thì thôi bợp chợp. Mà chúng tôi nói là cái tâm trạng này nó sẽ gây trở ngại cho cái con đường đạo tu, mà bản thân họ thì chắc là không nhận ra được. Chừng dấp phải gặp chướng ngại rồi bắt đầu mới thấy cái chuyện này nó là đúng, mà lúc đó đã buồn rồi. Bây giờ đâu phải là ai cũng niệm Phật được hết đâu. Lúc họ sợ hãi, họ run sợ, mình phải cho niệm Quan Âm. Không? Nói là không tin, không đừng nên tin tưởng thần chú, và gọi rằng là chỉ niệm A Di Đà Phật mà cuối cùng cũng tổ chức lại Ngũ Bách Danh. Nếu mà có tài giỏi khá gì đi nữa thì tự chế ra cái phương cách niệm Phật đi. Hôm nay cũng tiếp tục niệm bốn chữ A Di Đà Phật như pháp hội của mình. Ý chúng tôi không phải nói để mà nói xấu thầy Nhuận Đức, mà nói cho quý thầy quý chú trong này biết là phải học cho tới nơi, chứ đừng có học lắp nháp nửa chừng rồi bắt đầu đi giảng nói linh tinh lang thang, bợp chợp, khoai khoang khoác lác, linh tinh lang thang. Như vậy là nó trở ngại. Nói để cho đại chúng của mình phải hết sức thận trọng, chứ không phải là chúng tôi nói xấu thầy Nhuận Đức. Nhưng mà bây giờ nó cũng quá cỡ rồi. Đó. Cho nên là ra cái việc mà mình không tu được thì nên khuyến khích người khác tu. Mình không có duyên với thằng chú Đại Bi,
mình có duyên mình niệm Phật, mình an ổn, mình vô định, mình đắc tâm muội gì đó nữa đi, thì cũng phải vì chúng sanh. Chúng sanh đang đau khổ run sợ, họ đâu có niệm Phật vãng sanh được đâu. Cho nên các vị Bồ Tát như là Hòa Thượng Tiên Hóa, Ấn Tổ, mà đến nay Hòa Thượng Tịnh Không cũng khuyên người niệm Quan Âm. Thấy chưa? Người dùng những pháp lành để nhiếp hóa chúng sanh, mỗi chúng sanh căn cơ nó sai biệt, chứ đâu phải giống như mình hết đâu, mà mình bắt người ta phải chỉ có niệm Phật thôi, không có thêm cái gì khác hết. Nói kiểu đó cũng chưa thông suốt được cái pháp của Phật. Cho nên hôm nay chúng tôi nói như vậy là để rèn luyện quý thầy quý chú thiệt kỹ càng. Bước lên công chúng nói là phải có căn cứ, phải có lời của các vị tổ dẫn mình đường mình đi trước, chứ không phải là bu lu bu loa muốn nói gì nói đâu. Không phải đơn giản đâu. Cho nên ra mình có một chút phước báu, mình nói cho người ta nghe, mà mình nói sai một cái là coi chừng đọa lạc chết. Nên ra là mình phải tin tưởng nhân quả. Cho nên cái phước mà trường thọ, tuy rằng không mất thời gian nhiều, không đổ ra công sức nhiều, mà hàng ngày chỉ trì thần chú đại bi, mà khi chết không khốn khổ và không đói khát và thọ mạng kéo dài, thì tổ sư Ấn Quang nói làm được cái việc mà có tính tâm để mà tin tưởng cái pháp thần chú đại bi, niệm Phật và niệm Quan Âm. Thì niệm Phật như hôm qua thầy Tánh đọc cái lá thư gửi cho một vị cư sĩ, đó là niệm Phật ra tiếng là 6 chữ, niệm trong tâm 4 chữ. Một số các thầy kêu là chỉ 4 chữ thôi, 6 chữ, 2 chữ Nam Mô đó dư rồi, bỏ đi không cần. Thì mình đắc được tam bụi 4 chữ, nhưng mà chúng sanh đâu phải là dễ gì họ đắc được. Cho nên thành ra là chưa thông được cái pháp mình tu, cho nên nó cứ nói ra là bị chướng ngại, nói ra là có sự châm chích chĩa vào, làm cho chướng ngại cái đạo. Mấy người này không phải là giảng đạo mà phá đạo, nguy hại vô cùng. Cho mấy thầy hết sức thận trọng, chứ không phải đơn giản. Nghiên cứu kỹ vào cái bộ văn sao, thấy cái lối giảng, cái lối mà dạy Phật tử, dạy nói pháp của Ấn Tổ, nó rất là dung hòa nhẹ nhàng, luôn luôn khiêm tốn. Lời nói của Ngài luôn luôn khiêm tốn, mình nghe qua cái là có cảm tình, được cái sự thu hút liền. Còn nói mà ngông ngông ngênh ngênh ra vẻ ta đây là giỏi, thì người này thực sự tu hành không đến đâu. Người càng giỏi người ta càng khiêm tốn, người càng giỏi người ta càng khiêm cung, người càng giỏi người ta càng hạ mình nghe Ấn Tổ. Ngài đâu phải là bậc bình thường, người đó là tôi còn nhỏ thiếu học, lớn lên tu niệm Phật 20 năm miệng niệm Phật mà tâm vẫn chưa khế nhập đạo. Luôn luôn nói như vậy để làm gì? Để dạy cho chúng sanh phải khiêm tốn khiêm hạ. Cho nên hôm trước chúng tôi nói thầy nhận đức một lần rồi mà chắc cũng không thay đổi được. Bây giờ Phật tử nói và bản thân chúng tôi thỉnh thoảng nghe cũng ngông ngông nghênh nghênh, không hạ mình được. Do từ nhỏ cha mẹ không dạy dỗ đàng hoàng, vào đây rồi chúng tôi không có lo kỹ càng, chúng ta bỏ bê, và lúc đó chưa gặp văn sao cho nên nghĩ ai cũng là tốt, mà cuối cùng hay là phàm phu quá cỡ giao cho rồi làm rối loạn hết trơn, nguy hại vô cùng. Cho nên hôm nay chúng tôi khép kỹ từng người, để ý từng nhân vật, hết sức thận trọng công quả công phu tu đạo như thế nào đó, 10 năm sau đi cho thiệt là tốt. Nếu mà cái duyên mà virus corona chưa qua được mà cứ đóng cửa như vậy trên đó tu, thì cứ diệt ở yên trong đó tu đi. Đóng cửa không tiếp ai mà, đâu cái gì đâu. Qua có một chú xuống làm mà chú lo chánh điện, chú nói buồn quá, thấy chùa vắng quá, lúc trước đông quá chừng luôn mà giờ buồn vắng quá. Chúng tôi tự trong lòng nói, trời, những cái chùa đông thiệt là đông, bao nhiêu ngàn người cũng phải đóng cửa, chứ đâu phải một mình. Với hai nữa, tu là chuộng cái vui, tu là thích cái đông. Ấn Tổ thì Ngài không phải như vậy. Ngài nói là bản thân tôi á, là suốt cả cuộc đời á, trên 20 năm chưa qua lại với hai chốn cư sĩ nam và nữ, thiện nam tử thiện nữ nhân, không qua lại với hai chốn này. Nếu qua lại thường xuyên quá thì cái tâm khinh nhờn họ sẽ xuất hiện, cho nên tôi không muốn qua lại. Tôi đóng cửa, tôi ở trong này, tôi không muốn qua lại nhiều, sợ phay phiền tối. Thấy chưa? Không phải Ngài ích kỷ hoặc là không muốn độ sanh, mà chưa đủ nhân duyên. Khi đủ nhân duyên gửi thư đến rồi Ngài viết cho một lá thư, người đó thâm nhập cái là người ta chứng liền, người ta thành tựu, người ta niệm Phật tốt liền. Tu mà vui với buồn nữa, đông thì vui mà ít thì buồn, thì cái tâm mình nó chạy theo cảnh bên ngoài mất rồi, thất bại đó. Sao cũng là được hết, đông cũng được, ít cũng được, một mình cũng được,
Bởi vì mình có pháp an trụ rồi mà, có thần chú để bi hằng ngày không bỏ, bận biểu gì lắm cũng phải 25 biến. Ấn Độ nó ít nhất của tôi là 25 biến hàng ngày niệm Phật không bỏ, thì người này là trường thọ chắc luôn. Thứ hai là phú quý, tiền bạc sung túc, lại có được địa vị tôn quý. Người không muốn địa vị tôn quý, chỉ trì thần chú đại bi thôi mà được tiền bạc sung túc. Nói tiền bạc đây cho đúng nghĩa là bảy báu: vàng, bạc, sa cừ, mã não, san hô, lưu ly, hổ phách. Người ta xài không hết, người ta xài không hết. Vì sao tiền bạc sung túc vậy? Bây giờ khi họ trì thần chú đại bi, tâm từ của họ mở ra, họ thích giúp người, tuy rằng họ không có tiền, mà họ thích quét chùa nè, họ thích nấu cơm nè, họ thích lo cho đại chúng nè, rồi họ thích dẹp ghế nè, họ lo cho đại chúng nhiều. Mà Ấn Tổ nói là thay người làm việc cực nhọc, họ lo cho đại chúng, thì họ có phước báo. Mà khi mà họ có phước báo rồi sao? Thì tiền bạc của cải người ta mang tới cho họ xài cũng hết. Còn người cứ sợ bệnh, ích kỷ, bo bo, không biết lo một chút gì cho tâm bảo hết, nằm co ro đó, cứ nghiên cứu Phật Pháp, mình là giỏi rồi, đi nói bu loa khác lát. Rồi cuối cùng gì? Phước báu không có, bệnh hoạn cũng trở ngại, rồi sanh nghi với Pháp. Bởi vì mình không có cái phước báu, cho nên thành ra nó bệnh hoạn, mà cái tâm Pháp của mình chưa tu tốt, cho nên sanh nghi liền, nghi Phật Pháp liền. Thôi giờ đời làm ăn có thứ hết bệnh không? Thôi giờ đời cứ vợ thứ hết bệnh không? Thôi đi về đời mình làm ông này bà nọ thử coi, rồi sanh nghi Phật Pháp. Không có tin rằng tụng thần chú đại bi được cái phước thứ hai lâm môn trong ngũ phước, đó là tiền bạc của cải vật chất. Cái điều này chúng tôi tin tưởng. Có ai mà trong lúc hoạn nạn này mà chúng mình vẫn giữ nguyên như vậy không? Tin chắc là phải cho về bớt. Một đồng trong tỉnh thất cũng không cúng, đóng cửa kính bích, cả trăm người trên đó để mà xài, dưới này 60 người thì tiền đâu xài. Dẫu cho có đi nữa một thời gian rồi cũng phải hết. Tiền như là mấy trăm tỷ gửi ngân hàng rồi, cái việc mà vàng một đống đi nữa cũng hết. Tuy rằng chưa hết, họ còn nuôi nhưng mà họ run liền, họ sợ liền. Không tin cái pháp Phật đó là trì đại bi niệm Phật, niệm Bồ Tát Quan Âm có thể lo cho đại chúng, và đại chúng người nào còn phước báu họ trong đó họ tu là được Phật Bồ Tát che chở. Họ sợ liền, họ nói không đủ khả năng để lo chúng đâu, họ tìm cách họ cho đại chúng đi hết liền, chỉ còn lại ít thôi. Thì chúng tôi là không có cái tâm niệm, mà hôm bữa nó vừa cũng khởi niệm lên nhưng mà nó mất tiêu à. Cái không biết như vậy là không biết thời gian đóng cửa bao lâu đây, 15 ngày hay là 15 tháng hay 15 năm hay là bao nhiêu đây à. Lỡ mà cứ hoài như vậy làm sao kia, đâu sao đó. Cái chuyện đói đói chung, chết chết chung à, no no chung, sướng sướng chung, khổ khổ chung à, chứ giờ làm sao. Cái chuyện nó chưa đến thì thôi, chưa hết của thì thôi, mình vẫn an nhiên thôi, vẫn tin tưởng Phật Pháp. Trong chú đại bi nói là ngũ phước lâm môn, niệm Phật Di Đà, Phật không cho mình bỏ đói mình. Chỉ những người nào họ không chấp hành đúng quy chế thì họ phải tự đi, hoặc là mình phải cho họ ra thôi. Mình cho họ phải ra đi thôi, chứ còn cái chuyện mà bị biến loạn, dịch bệnh rồi kinh tế xuống không ai cúng mà mình cho họ đi thì mình không thể đành lòng như vậy được, không thể làm vậy được. Như vậy là mình chứng tỏ chưa tin cái pháp của Phật. Cái pháp của Phật là trì đại bi niệm Phật, tu hành tinh tấn hộ pháp không bỏ mình đói. Mà bản thân chúng tôi từ cái lúc mà cơ hàng, cơ là lạnh, hàng là lạnh, cơ là đói, từ cái lúc đói mà 2007 không có gì đến ngày hôm nay được như vậy, mình đã từng trải qua cái đói rồi. Tuy rằng không phải dịch bệnh mà đói không có gạo nấu, tuy rằng người khác giàu mà mình sao mà nghèo dữ vậy nè. Thì tụng một thời gian rồi từ từ có phước báu, bữa nay nuôi đại chúng, lo đại chúng, lo đủ thứ công chuyện. Mà chúng tôi cảm giác thực sự không phải khoe khoang gì lắm, chứ hầu như làm cái việc gì cho tâm bảo như xây dựng trên đó vừa xong rồi bắt đầu dịch bệnh cấm ngưng hết, cái gì cũng là chót lọt gọn gàng đâu vô đó hết. Và hầu như không ngửa tay năn nỉ tha thiết xin ai, mà nó cũng đủ để mà mình có, mình sinh hoạt. Cái đó là gì? Cái đó là ngũ phước lâm môn, ngũ phước vào nhà mình. Mà ngũ phước vào nhà mình là cái gốc đó, là mình giữ được cái pháp lành, đó là cái pháp đại bi, rồi bắt đầu nó mới sanh ra những cái thiện pháp khác, giúp đỡ cho chúng sanh, khuyên họ ăn chay niệm Phật. Riêng họ chịu ăn chay niệm Phật để mà tích lũy cái thiện căn phước đức, trì đại bi niệm Quan Âm niệm Phật Di Đà, mà họ chịu tin, họ vâng lời, họ làm, họ giữ giới tinh nghiêm, thì cái phước mà mình nói cho họ mà họ làm được thì thôi thù thắng.
pháp thí thắng mọi thí, pháp vị thắng mọi vị, ái diệt hết khổ đau. Nói cho họ ngăn chặn được cái tâm ái dục để họ khởi thiện niệm, họ tu, họ liễu sanh thoát tử, thì cái công đức này lớn lắm. Cho nên ra cái việc thứ hai đó là người tụng thần chú đại bi thì tiền bạc sung túc, lại được nhiều địa vị tôn quý. Thí dụ họ làm tu sĩ thì cái địa vị tôn quý của họ là bao nhiêu người cung kính họ. Rồi họ làm ông tướng thì nhiều người cung kính ông tướng. Họ làm người đạp xích lô cũng nhiều người đạp xích lô. Họ làm một cái người ở đợ là tớ thì chủ cũng cung kính họ. Lạ, địa vị nào đều được cung kính địa vị đó. Chứ không phải mình tụng thần chú đại bi, mình đang làm tu sĩ, mình kêu thôi Bồ Tát Thiện Thủ gia hộ cho con đi làm ông này bà nọ, con làm tỷ phú đi, thì cái đó là vọng tưởng điên đảo, không được. Địa vị nào tôn quý được địa vị đó. Hay cái chỗ này, cái người gọi rằng là bán hàng được tôn quý theo kiểu tôn bán hàng. Bây giờ tâm họ là tụng được thần chú đại bi, nó có phước báu Phật Bồ Tát che chở rồi, cái tâm họ khiêm cung khiêm hạ, họ tu hành, cho nên bao nhiêu người khác đều tôn quý họ. Họ là con người tốt mà không tôn quý. Mà nếu mình địa vị cao nhưng mà mình không phải là người tốt, người ác đức, tài có mà đức không có, thì đâu phải là người đó là được tôn quý đâu. Cho nên Ấn Tổ nói cái người tớ mà tròn bổn phận của người tớ thì chủ cũng phải tôn quý người tớ này. Còn người chủ mà không biết hết lòng và làm đúng tư cách của người chủ là chủ nhân từ á, thì người tớ họ cũng xem thường. Chủ hay tớ, địa vị giàu sang hay là hèn, sang a hèn, giàu hay nghèo, danh vọng địa vị có, đó là hình thức, mà quan trọng trong nội tâm, trong nội hàm sâu thẳm có đức hay không. Đã khi có đức thì quỷ thần cũng kinh mà. Đức trọng tức là đức mà nhiều mà sâu dày, quỷ thần phải cung kính mà. Còn người đó mình thấy tài sản của cải vật chất nhiều, địa vị có, nhưng mà không có đức là ác đức, thì quỷ thần họ không có che chở, họ không có cung kính, thì một thời gian mà nghiệp báo nó tới một cái là đọa như tên bắn, té một cái từ trên xuống là tan xương mất mạng. Thấy không? Cho nên tụng thần chú đại bi, người này tuy rằng không có tiền của, giàu có tức thì liền, nhưng mà tâm người ta biết đủ. Không người nào giàu có bằng thiểu dục chi túc. Người biết đủ là người giàu có nhất trần gian này. Người không biết đủ giàu nằm trên đống vàng, tiền quá chừng nhiều nhưng mà vẫn thấy khổ đau, vẫn thấy thiếu thốn, thì người này vẫn không có phải là giàu có. Cái giàu có ở trong này muốn nói là thần chú đại bi khi tụng lên là người này bằng lòng, an lòng với thân phận của mình. Nghèo an phận trong thân phận nghèo, giàu an phận trong thân phận giàu, không khoe khoang khoác lác. Nghèo an phận trong thân phận nghèo, không có tự ti mặc cảm. Và giàu an phận trong phận, trong cái giàu để người ta an phận trong đó rồi, họ khởi được thiện niệm, lòng từ bi, bắt đầu họ lấy cái tiền của đó họ giúp cho tất cả chúng sanh, phước càng thêm phước, thì bắt đầu tiền bạc của họ ra đâu có hết đâu. Mà cái đặc biệt nữa là trong hiện tại, trong cuộc sống hiện sinh này, tiền bạc xài không hết mà đi qua cõi khác, phước báu của họ còn để mang theo được. Còn người mà giàu có không tụng thần chú đại bi để mở cái tâm từ ra, cái đại bi tức là bi, từ là ban vui, bi là cứu khổ, không biết cứu khổ cho người khác, chỉ xài một đời bo bo giữ đó, bắt đầu thọ mạng hết mà không biết khi nào hết, mai mốt hết không chừng. Mà khi thọ mạng hết cái hậu qua cái cõi khác là coi như con số không, mà âm phước nữa. Vì cái phước để lại cõi này không biết để mà trang rãi, cuối cùng là hưởng không hết rồi, thì cuối cùng không mang đi được mà là âm phước, đời sau vất vả vô cùng, thiếu thốn, thiếu thốn mọi bề, sanh vô cái nơi mà thiếu thốn, gia đình càng thiếu thốn nữa đó. Cho nên thành ra để mà tin nhân quả để làm được thì cần phải có pháp lành để mà khai thác cái nguồn tâm, khai thác tánh đức. Nhiều người người ta nghe như vậy, người ta hiểu, người ta biết, nhưng mà thôi không pháp lành để liên tục chạm vào tâm để khai mở tánh đức, họ làm không được. Biết bao nhiêu Phật tử họ giàu có, họ nghe giảng về nhân quả, làm lành được phước, bố thí giúp đỡ người nghèo, nhưng mà mấy ai làm được? Bởi vì họ tin nhưng mà chưa có thể làm được. Có tính rồi nhưng mà không có cái thực hành, họ làm không được. Bởi vì hàng ngày họ không tu pháp lành, họ chỉ nghe pháp lành thôi, tự tâm họ không khởi lên pháp lành,
Cho nên thành ra không có đột phá được tham sân si, không có khác phát triển được cái tâm từ bi hỷ xả. Họ chỉ nghe tai này lọt qua tai kia thôi, thì cũng có một chút xíu thiện căn, gieo một cái viễn nhân đời sau thôi. Nhưng mà bản thân họ để mà khai thác tận dụng thời gian, tận dụng phước báu để mà giúp ích chúng sanh, họ không làm được, bởi vì họ không có tu. Cho nên cái thần chú đại bi khai thác cái nguồn tâm của mình để tánh đức lưu xuất ra, để phát khởi cái dụng là từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, để giúp đỡ chúng sanh thì là số 1. Số 1. Cái thứ hai là khương ninh, là thân thể khỏe mạnh và tâm linh được an ổn. Cái phước lâm môn thứ 3 đó là người này khương ninh. Người này tụng thần chú đại bi, họ hít sâu vào, họ tụng thần chú đại bi thì khí lực họ có, tinh thần họ sung mãn, họ phấn chấn trong cuộc sống, cho nên thân thể họ mạnh khỏe thôi. Có nhiều người họ làm một chút xíu đâu có mệt lắm đâu, mà tinh thần họ thì quá mệt mỏi, thân thể thì ra mồ hôi quá mệt, cho nên họ lụng bại luôn, thân thể họ không thấy khỏe, thân thể họ không có khỏe, bởi vì do tinh thần họ quá lụng bại. Cho nên thành ra tụng thần chú đại bi này được cái phước đó là tinh thần sung mãn, sức khỏe dồi dào. Và cái thứ tư đó là hiếu đức, là thường được việc lành, làm việc rộng chứa âm đức. Người tụng thần chú đại bi là họ tu mật hạnh, họ làm tất cả những phước đức mà họ không khoe khoang khoác lác, trên cái âm đức nó có trong đó. Thì từ cái âm đức này bắt đầu họ mới có thể tồn tại kéo dài được. Còn cái dương phước, dương đức là cái hình thức bên ngoài khoe khoang khoác lác, làm thì người ta thấy là có vẻ là to tát, nhưng mà trong tâm người ta rỗng tuếch, trống rỗng kêu to. Còn cái người mà âm thầm họ làm thôi, họ lo bao nhiêu con người mà họ cứ âm thầm họ làm, được bao nhiêu phước báu họ la bấy nhiêu, không có rên rỉ khoe khoang khoác lác, không có kêu gọi người khác để mà hỗ trợ cái việc cho họ, vì họ làm quá là thiện. Cho nên ra họ chứa âm đức trong này. Và thứ năm đó là thiện chung, là biết được thời gian mình qua đời, lúc mạng chung không gặp những tai họa ngang trái, thân thể không đau bệnh, trong lòng không còn vương vấn và sầu lo nhân thế, an lành và tự tại, lìa bỏ cõi nhân gian. Người này mà niệm Phật A Di Đà thì họ vãng sanh Tây Phương chắc luôn. Cái phước thứ năm quan trọng, lúc lâm chung mà tinh thần sợ hãi, lo toan buồn phiền, vướng mắc con cháu tiền bạc chồng con, rồi vướng mắc mình không có mang đi theo được, rồi thấy là thua rồi, thấy là bỏ tay rồi, thấy là phải bỏ rồi, quay lại dính vô cái thân. Cái thân cũng không thể nào giữ được luôn, bắt đầu nó xuống là nó xuống hàng loạt luôn. Của cải vật chất châu báu ngọc ngà, chồng con ruộng vườn nhà cửa, nắm không được, coi như phải buông rồi đó. Biết là chuẩn bị chết là không giữ được rồi. Kêu ông chồng đi theo, ông cũng không chịu đi theo rồi đó. Rồi lúc đó gì? Lúc đó nắm lại cái thân, giữ cái thân, giữ cái thân không được nữa rồi, bắt đầu run rẩy sợ hãi như cua trụng nước sôi, bắt đầu nghiệp tham khởi lên, đi thẳng vào ngạ quỷ liền. Kinh khủng không? Nghe cái rùng mình rợn ốc, tóc mồ hôi máu. Chuyện này nó sẽ đến. Nếu không khắp pháp lành, lúc đó không niệm được câu Phật hiệu, thì giỏi gì tài gì mà tâm được an định, làm gì có chuyện đó. Thì biết bao nhiêu chúng sanh, Ấn Tổ nó người đông nhung nhúc mà ai chịu niệm Phật, ai chịu tu cái pháp lành để lúc lâm chung được an định. Không tốn một chút sức, không có nhọc thân nhiều, không tốn sức nhiều, mà con người này lúc lâm chung an thần thị tịch, các căn vui vẻ, chỉ có niệm Phật niệm Quan Âm mà trì đại bi mà được như vậy. Nhưng mà không phải dễ làm đâu, bởi vì quá đơn giản, pháp này nó quá đơn giản, và đơn giản đến mức độ người ta không tin luôn. Cho nên thành ra là cái việc mà hôm nay chúng tôi muốn nói cho quý vị là trì thần chú đại bi để được trường thọ, để được phú quý, để được khỏe mạnh, gọi là khương ninh an ổn cho mình và cho gia đình. Hiếu đức là làm việc lành, thích làm những việc thiện, chứa âm đức, và lúc lâm chung là thiện chung, là các căn vui vẻ, không vướng mắc, an tường thị tịch. Mà niệm Phật nữa hồi hướng vãng sanh, đem công đức trì chú hồi hướng vãng sanh Tây Phương, thì người này ra đi rất tự tại, an vui. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi khai triển
ngoài cái việc mà để cho mình làm cho cái thân này thọ mạng kéo dài là trường thọ đó, là sống độc thân đó, là biết tập dưỡng sinh, là biết lao động đó, là biết ăn uống những loài thảo mộc không ăn chất độc đó, là những loài động vật đó, thì cần phải có pháp lành an tâm. Pháp lành này đó là trì đại bi, niệm Phật, niệm Quan Âm. Chúng tôi đang khai triển về cái việc trì thần chú đại bi. Sáng hôm nay nói về cái việc ngũ phước lâm môn, phước trường thọ, phước phú quý, thức khương ninh. Khương ninh là mạnh khỏe, an ổn. Phước hiếu đức là thích làm việc lành. Người này có hiếu và thiện chung là khi chết được sanh về cõi lành và các căn vui vẻ, buông xả tâm như nhập thiền định. Mọi người khi nghe điều này lấy liền công đức thần chú đại bi bỏ vô túi, nghĩa là một ngày 25 biến là giá chót, là dở ẹt, dở nhất. Những người trên đó hộ niệm đúng không? Thường hộ niệm là không có vô đại chúng công phu đúng không? Phải làm sao buổi tối buổi sáng giờ nào đó trì 25 biến đi. Nhân nhàn nói không phải là nói không có căn cứ và không có làm, mình không làm mà mình đi nói, có làm có hữu ích, tâm mình có thay đổi thấy khác biệt. Nhưng mà không lên đại chúng thì nhiều lúc mà tụng được vài bữa, bây giờ sáng hôm nay nói thì nghe thích phải không, cái chiều hôm nay làm 2-3 bữa cái bắt đầu là thiện niệm không có, khởi lên sằng bậy vọng tưởng điên đảo, cái là đánh mất liền cái công đức trì chú và không còn niềm tin, nhanh lắm, thôi mai cũng được, mai nữa, mốt bữa kia bữa nọ rồi bỏ luôn. Không nghe người nhắc và không khởi thiện niệm thì thiện pháp không bao giờ ở với bạn. Bởi vì luôn luôn tâm khởi ác niệm, ác pháp tới với mình thì làm sao thiện pháp, tin tưởng thiện pháp, làm thiện pháp được. Mà trong tất cả các thiện pháp thì chỉ có niệm Phật, niệm Quan Âm thì trì thần chú đại bi là tối thượng thiện. Trong tất cả chú Ấn Tổ ngài dùng cái thần chú đại bi dễ dàng, không dài không ngắn, vừa đủ nhiếp tâm. Trong tất cả danh hiệu Quan Âm thì ngài dùng danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Trong tất cả danh hiệu Bồ Tát thì ngài dùng danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm. Trong tất cả các danh hiệu Phật thì ngài dùng danh hiệu Đức Phật Di Đà. Để tất cả các căn cơ đều, mỗi người có mỗi căn cơ với mỗi danh hiệu, mỗi cái pháp ngài đưa ra đó là trọn vẹn ở trong đó. Thì cái việc mà hôm nay chúng tôi nói một tiếng đồng hồ, giờ đây cũng vừa đúng 7:30 hết giờ. Thôi hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về không tâm cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Quán Âm chính là quá khứ cổ Phật, là bậc phù tá đức A Di Đà. Niệm Quán Âm cầu sanh Tây Phương vẫn có thể được như nguyện, có gì là không được? So sánh những công đức niệm Quán Âm, Địa Tạng, Di Đà vân vân, chính là nhằm khiến cho người ta phát tâm quyết định niệm Phật, chẳng có ý niệm đổi dời mà thôi. Nếu chấp chí cứng vào lời ấy, chẳng hiểu được ý, sẽ trở thành oan uổng cho Đức Phật. Hiện thời mọi người đều đang trong cảnh hoạn nạn, hãy nên nói với hết thảy mọi người, để giải trừ hoạn nạn chỉ có một cách là sửa lỗi hướng thiện, đôn đốc luân thường, chí thành khẩn thiết xưng niệm danh hiệu Quán Âm. Ấy là diệu pháp độc nhất vô nhị. Bất luận các sự nguy hiểm như nước lửa, đau binh vân vân, và bệnh tật do oán nghiệp, thuốc men chẳng thể trị được, nếu chịu tuân theo những điều vừa nói trên đây, chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành, gặp nguy thành an, và oán nghiệp tiêu diệt, không uống thuốc mà lành bệnh. Nhìn vào thời cuộc hiện tại nguy hiểm muôn phần, nếu chiến sự xảy ra, cả nước không một chỗ nào yên vui cả. Dẫu là chỗ chưa bị chiến tranh lan đến thì cái họa thổ phỉ so với chiến tranh còn khốc liệt hơn nữa. Hãy nên bảo hết thảy già trẻ, trai gái đồng niệm Nam Mô A Di Đà Phật và niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngoài trừ cách này ra không có cách tốt lành nào khác. Đối với tai nạn nhỏ thì sẽ gặp dữ hóa lành, dẫu cho mọi người đều cùng chết sạch, người niệm Phật sẽ nương theo Phật lực, hoặc sanh về Tây Phương, hoặc sanh vào đường lành,
trở nên nói đã không thể nào tránh khỏi cái chết thì niệm Phật vô ích. Chẳng biết con người được thọ sanh làm người đều do nhân duyên tội phước đã gây trong đời trước tạo thành cái gốc để quyết định sinh vào nhà phú quý hay bần tiền. Người niệm Phật có tín nguyện sẽ được vãng sanh, dẫu không có tín nguyện cũng chẳng đến nỗi đọa vào ác đạo. Hả có nên chẳng niệm để tự mình lầm người ư? Mọi chuyện phải khéo suy nghĩ, chớ nên mặc tình làm bừa. Ngay như hành vi bố thí thường là chuyện lành, nhưng đối với kẻ chẳng biết hổ thẹn lại biến thành chứng ngại, cố nhiên hãy từ chối không chấp nhận. Nếu kẻ như vậy đến sinh chỉ cho một chút, hắn sẽ từ chẳng đến nữa, cũng chẳng đến nỗi nổi nóng phát cấu. Chỉ có cách mặc kệ hắn là hay nhất. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ niệm Phật. Quan Thế Âm Bồ Tát trong kiếp xa xưa thành Phật đã lâu, hiệu là Chánh Pháp Minh. Nhưng do tâm từ bi thiết tha nên tuy an trụ trong cõi Thường Tịch Quan, lại thủy tích trong ba cõi Thật Báo, Phương Tiện, Đồng Cư. Tuy thường hiện thân Phật nhưng lại còn hiện đủ mọi thân Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn và thân trong sáu đường trời người lục đạo. Tuy thường hậu Di Đà nhưng lại hiện sắc thân trong khắp mười phương vô tận pháp giới. Có thể nói là chí tạo lợi ích, không ai không ngưỡng mộ sùng kính. Nên dùng thân nào để độ được, bèn hiện thân ấy để thuyết pháp. Phổ Đà Sơn là chỗ Bồ Tát ứng tích, muốn cho chúng sanh có chỗ gửi tấm lòng thành nên bèn thì hiện tại núi này. Nào phải Bồ Tát chỉ ở Phổ Đà, không ở nơi khác. Một vầng trăng vằn vặt dưới trời, vạn con sông đều hiện bóng. Dầu nước nhỏ như một chiếc một giọt thấy đều hiện trọn vẹn bóng trăng. Nếu nước vừa đục vừa sao đồng, bóng trăng chẳng thể phân minh. Tâm chúng sanh như nước, nếu nhất tâm chuyên niệm Bồ Tát thì liền ngay trong lúc ấy Bồ Tát bèn khiến cho người niệm danh hiệu Ngài được lợi ích hiển hiện hay thầm kín. Nếu tâm không chí thành, không chuyên nhất, ắt khó được cứu độ. Nghĩa này rất sâu, hãy xem bài tựa Thạch Ấn Vô Đà Sơn Chí trong Ấn Quang Văn Sao sẽ tự biết. Ngài có tên là Quán Thế Âm là vì lúc tu nhân Bồ Tát do quán thanh nghe liền chứng được viên thông. Lúc đắc quả do quán sát âm thanh xưng danh của chúng sanh để ban bố sự cứu hộ nên có tên là Quán Thế Âm. Phổ Môn là đạo Bồ Tát lớn lao không ngần, tùy thuận khắp mọi căn tánh của chúng sanh, khiến cho ai nấy đều theo đường về nhà, chẳng lập riêng một môn. Nhưng trong đời có ngàn căn bệnh nên thuốc có vạn phẩm, chẳng chấp nhất định một pháp nào. Tùy theo con người mê chỗ nào và chỗ nào người ấy dễ ngộ, liền chỉ điểm cho. Như nơi sáu căn, sáu trần, sáu thức, bảy đài, mỗi mỗi đều có thể chứng viên thông. Do vậy pháp gì, chuyên gì cũng đều là cửa để thoát sanh tử, thành chánh giác, nên gọi là Phổ Môn. Nếu Bồ Tát chỉ ở tại Nam Hải thì chẳng đáng gọi là phổ vậy. Trích dẫn Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên Quyển 1, thư trả lời Lý Ẩn Tẩu. Quán Âm Đại Sĩ trong Vô Lượng Kiếp thành Phật đã lâu, vì độ chúng sanh chẳng lìa tịch quan hiện thân Bồ Tát, lại còn ứng khắp quần cơ hiện hình trong lục đạo, dùng 32 ứng thân, 14 vô úy, 4 vô tác diệu lực chẳng thể nghĩ bằng, tầm thanh cứu khổ độ thoát quần manh. Nên dùng thân nào để độ được, bèn hiện thân ấy để thuyết pháp. Khác nào chẳng in bóng chín ngàn con sông, mùa xuân tăng trưởng muốn cây cỏ. Tuy chọn chẳng tính nghĩ nhưng chẳng sai sót mảy may. Ấy là vì triệt chứng duy tâm, tỏ tròn tự tánh, vận lòng bi đồng thể, khởi lòng từ vô duyên, lấy niệm của chúng sanh làm tâm, lấy hết cảnh trong pháp giới làm lượng. Do vậy biết vô tận pháp giới, vô lượng chúng sanh đều ở trong tâm tịch chiếu của Bồ Tát, cho nên được mây bủa cửa từ, sóng trào biển bi, hễ cảm liền ứng, không chữ nào chẳng thỏa. Trích dẫn Văn Sao
Tăng Hoàng Chánh Biên, quyển 4, bài ký về chuyện Quán Âm Bồ Tát ứng tích tại chùa Viên Quang, Nam Ngũ Đại Sơn. Phải biết Bồ Tát vô tâm, lấy tâm của chúng sanh làm tâm. Bồ Tát không cảnh, lấy cảnh của chúng sanh làm cảnh. Vì thế hễ cảm liền thông, chẳng phải suy nghĩ để ứng. Ấy là vì bản thể của tâm chúng sanh và bản thể của tâm Bồ Tát tương thông khít khao. Vì thế hễ gặp phải hiểm nạn cực lớn, vừa niệm liền được cảm ứng. Lại nữa, Bồ Tát hiện thân chẳng chuyên hiện thân hữu hình, ngay như núi sông, cây cối, cầu bến, thuyền bè, lâu đài, nhà cửa, tường vách, thôn xóm cũng đều tùy cơ mà hiện. Ác điều khiến cho kẻ đã lâm vào tuyệt địa lại gặp đường thông, không chỗ trốn tránh lại được nơi che đầy lớn lao, đủ mọi loại cứu vớt che chở, khó thể tuyến nói tròn. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên, quyển hạ. Tâm chúng ta và tâm Bồ Tát cùng một thể tánh. Chúng ta do mê trái nên đương theo tâm tánh này để khởi hoặc tạo nghiệp, chịu các khổ não. Nếu biết cái tâm khởi tham sân si ấy chính là tâm viên chứng giới định huệ của Bồ Tát, thì khởi tâm đồng niệm có bao giờ chẳng phải là Bồ Tát hiển thần thông nói diệu pháp đâu. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Chắc Chí Lập, lá thư số 2. Vợ và con của ông Tiết Ít đời trước có kẻ oán thù lớn. Vì thế kẻ oán thù cố ý trả thù, khiến bà ta bị sanh khó cho thỏ già. Nhưng bỏ công niệm Quán Âm 3 ngày, sáng phù vẫn không sao. Há chẳng phải là do niệm danh hiệu đại sĩ mà được cảm ứng đấy ư? Phàm phu chẳng biết nhân trước quả sau, hễ không hiệu nghiệm liền ngã lòng tin tưởng. Nào biết oán gia trong đời trước oán thù sâu đầm, nhiều đời lắm kiếp đều mong báo thù. Dẫu có nương nhờ hồng danh của đại sĩ mà vẫn chưa thấy hiệu quả. Nếu chẳng niệm hồng danh đại sĩ, há sản phụ vẫn được vô sự hay sao? Những kẻ lúc sinh nở niệm Quán Âm liền thấy hiệu nghiệm có tới trăm ngàn vạn người, há nên vì một sự không linh liền lui sụp lòng tính ư? Hãy nên tròn đủ lòng không sợ hãi, nói với người khác để cho hết thảy mọi người đều được yên vui. Lại còn nên khuyên họ đừng kết oán nghiệp, nếu oán nghiệp nặng nề, Phật lực cũng khó cứu độ. Điều này đúng là có thể giúp cho việc khuyên lớn người khác biết nhân trước quả sau. Khi lâm chung có thể dùng cách trợ niệm, nhưng khi sinh nở thì không cần dùng cách trợ niệm. Chỉ cần bảo người nhà cùng những người săn sóc trong vòng sanh và chính sản phụ cùng điều niệm là được rồi. Niệm danh hiệu Quán Âm lớn tiếng thì có cảm ứng lớn, niệm nhỏ tiếng thì có cảm ứng nhỏ, chứ chọn chẳng có lời nào không ứng. Quan trọng là can đảm nói với mọi người. Những kẻ chẳng thấy cảm ứng thì cũng chẳng phải là không hề có cảm ứng. Cảm ứng xét về mặt hình tích, có cảm lẫn ứng đều rõ ràng, cảm ngấm lẫn ứng đều ngấm ngầm, cảm ngấm ngầm nhưng ứng rõ ràng, cảm rõ ràng nhưng ứng ngấm ngầm. Xin xem bài lời tựa cho bản Thạch Ứng Phu Đà Xuyên Chí trong Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Thả Tích Định, lá thư số 2. Ấy là vì tâm Bồ Tát giống như hư không, không đâu chẳng trọn khắp, chỉ do chúng sanh đam mê chẳng sanh tin tưởng. Ví như hư không bị vật ngăn chướng nên biến thành cách trở ngăn ngại. Nếu soi một lỗ nhỏ thì sẽ được một khoảng trống vừa bằng cái lỗ nhỏ, nếu soi một cái lỗ to sẽ được khoảng trống bằng cái lỗ to. Nếu bỏ được hoàn toàn vật chướng ngại thì sẽ xen lẫn khít khao cùng hư không bao hàm khắp muôn hình tượng. Do vậy chúng sanh tiểu cảm sẽ được tiểu ứng, đại cảm bèn được đại ứng. Trích dẫn Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên, quyển 3, lời tựa khắc lại một bản sách Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tùng. Nếu bệnh khổ đến mức dữ dội chẳng thể nhẫn chịu được, thì ngoài lúc niệm Phật hồi hướng sáng tối ra, hãy chuyên tâm dốc ý niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân trong sắc na, tầm thanh cứu khổ.
Người nào trong lúc nguy cấp nếu có thể trì tụng lễ bái, không chi chẳng thuận theo lòng cảm để ứng, Bồ Tát liền rú lòng từ che chở, khiến cho thoát khỏi khổ não được an vui. Trích dẫn văn sao Tăng Hoằng Chánh Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Đặng Bá Thành, lá thư số 1. Người biên tập kính cẩn nhận định: trong hội Hoa Nghiêm, đại sĩ Bảo Thiện Tài, ta chùi trong hạnh môn đại bi này hiện trước khắp hết thảy chúng sanh. Như vậy thì một câu nói, một hành động của chúng ta có lúc nào, có chỗ nào chẳng nằm trong thân từ bi của đại sĩ? Chỉ vì đã hôn mê nhiều kiếp, như kẻ mù từ lúc mới lọt lòng, hằng được ánh mặt trời chiếu soi nhưng không nhận biết, chợt gặp phải cảnh nguy nan, hết thảy chừng lo vọng tưởng nhanh chóng bị đè nén không dấy lên. Một niềm mong cầu Bồ Tát cứu vớt sẽ như lửa mạnh bốc cháy, như lặn ngập trong dòng nước xiết, bất ngờ sẽ lập tức tương ứng với thân đại sĩ. Thần lực vội vội sẽ liền chọn đủ thọ dụng vô tầng. Những điều trên đây là sự linh cảm của đại sĩ đã được cư sĩ Hứa Chỉ Tình đã xuyển dương, hình dung tột cùng khéo léo sau phẩm Phổ Môn trong bộ Quán Âm Bổn Tích Cảm Ứng Tùng, nên tôi đặc biệt trích lấy những chỗ thiết yếu chép vào đây nhằm tăng lòng tin tưởng cho người đọc. Khi chiến cuộc xảy ra ở đất Hổ Thượng Hải, những nhà cửa ở vùng Áp Bắc phần nhiều cháy tan ra cho. Chỉ có khu nhà của một đệ tử quy y với tôi là ông Hạ Hinh Bồi chưa bị mất hòa. Ấy là vì trong lúc chiến sự dữ dội, cái nhà ông ta cùng niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Điều kỳ lạ nhất là 7 ngày sau khi cuộc chiến nổ ra, cái nhà bọn họ mới được thập cửu lộ quân cứu ra. Đến lúc đình chiến trở về nhà, mọi vật trong nhà chẳng bị mất thứ gì. Nếu Bồ Tát chẳng gia hộ che chở thì làm sao mà được như vậy? Đó là do ông ta làm việc cho một tòa soạn nhật báo đã mấy mươi năm, vợ chồng đều ăn chay, niệm Phật rất chí thành. Do vậy biết Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, nếu gặp tai nạn, một phen xưng niệm thánh hiệu chắc chắn được cứu vớt che chở. Nếu nói người đời ngàn vạn, tai nạn phát sanh dồn dập, Quán Âm Bồ Tát chỉ có một mình, làm sao có thể cùng lúc đến cứu vớt che chở từng người được? Dù có cứu giúp che chở cũng mệt nhọc khốn xiết. Thật chẳng biết chọn không phải là Quán Âm Bồ Tát đến từng chỗ cứu giúp, mà chính là Quán Âm trong tâm chúng sanh cứu giúp đó thôi. Trích dẫn văn sao Tam Biên quyển 4, Thượng Hải Hộ Quốc Tức Tai Pháp Ngữ. Thánh hiệu Quán Âm Bồ Tát chính là chỗ nương tựa lớn lao cho hiện thời. Hãy nên khuyên hết thảy mọi người cùng niệm. Nếu là người tu tịnh nghiệp, ngoài những lúc niệm Phật, hãy nên chuyên niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Đối với kẻ chưa phát tâm, hãy dạy họ chuyên niệm, do vì họ dốc chí mong được đại sĩ che chở, gia bị, ngõ hầu tiêu diệt tai họa. Đợi cho đến khi họ đã sanh được lòng tin, lại dạy họ lấy niệm Phật làm chánh, niệm Quán Âm để phụ trợ. Nhưng niệm Quán Âm để cầu sanh Tây Phương thì cũng được như nguyện. Trích dẫn văn sao Tam Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Châu Ba Tù, lá thư số 15. Niệm Phật, niệm Quán Âm đều có thể tiêu tai thoát nạn, thì lúc bình thường hãy nên niệm Phật cho nhiều, niệm Quán Âm ít hơn. Khi gặp hoạn nạn hãy nên chuyên niệm Quán Âm, do Quán Âm bị tâm tha thiết, có tốt duyên sâu đậm với chúng sanh phương này. Cho nên do thấy nói như vậy bèn nói Phật chẳng từ bi bằng Quán Âm. Cần biết rằng Quán Âm là đứng thấy Phật rủ lòng từ cứu khổ. Ngay như khi Phật Thích Ca tại thế cũng thường dạy chúng sanh khổ nạn niệm Quán Âm, huống gì bọn phàm phu chúng ta ư? Trích dẫn văn sao Tam Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Đinh Đức Tấn, lá thư số 15. 48 nguyện của A Di Đà Phật lẽ đâu chẳng có chuyện cứu khổ ách. Quán Âm Bồ Tát tùy cơ chỉ dạy, há lẽ nào chẳng tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương? Người niệm Phật lâm chung thấy Phật và thánh chúng đích thân đến tiếp dẫn, hả nên chấp chích cứng như thế? Nếu đúng là như vậy thì Phật cũng chẳng đáng gọi là Phật
Bồ Tát cũng chẳng đáng gọi là Bồ Tát. Sanh về tay, hãy nên lấy tín nguyện làm gốc. Nếu gặp nguy hiểm, bèn niệm Quán Âm. Có tín nguyện thì khi mạng chung quyết định sanh Tây Phương, hoặc chỉ chuyên nhất niệm A-di-đà Phật thì gặp khổ ách cũng được giải thoát. Những điều cảm ứng như vậy được sách cổ ghi chép càng khó tính kể. Nãy trong chừng lao thì chuyện gì cũng viên thông, nhưng trong tu trì thì chuyện gì cũng chấp chích cứng. Chẳng đáng viên thông mà lại lầm lạc viên thông, chẳng đáng chấp trước mà cứ chấp trước chích cứng. Do điều này mà biến khổ sống dậy liên tục, luân hồi không ngừng nghĩ vậy. Người có kiến giải như vậy khác nào trẻ nít. Con người như vậy nào đáng để cùng bàn luận nữa. Trích dẫn văn sao Tam Biên quyển 1, thư trả lời sứ Như Sầm hỏi thay cho bạn: để cứu tai nạn nên chọn cách nào khiến cho hết thảy mọi người đều có thể niệm được thì mới có ích lớn lao. Dù có in chú lời Ma Thiên cho nhiều cũng có thể sử dụng trong lúc đại kiếp đối đầu này. Hãy nên bỏ ý định ấy, dạy người khác niệm thánh hiệu Quán Âm, dẫu là đứa trẻ lên ba cũng có thể niệm được. Chớ nói niệm chú Ma Lợi Chi Thiên lợi ích lớn lao, còn niệm Quán Âm lợi ích nhỏ nhoi. Dẫu chú ấy do chính đức Quán Âm thị hiện thân Ma Lợi Chi Thiên nói ra, vẫn nên chú trọng niệm thánh hiệu Quán Âm. Ông tính tâm tuy tốt nhưng chẳng biết lý cao tột, một pháp giúp khắp hết thảy pháp, và chẳng biết lúc khẩn yếu thì càng đơn giản càng hay. Nhỏ giáo cùng nói học tập rộng rãi, dặn nói tường tận chỉ nhằm mục đích sau khi dung hội quán thông rồi sẽ hướng về chỗ dặn ước. Nếu ông biết đến nghĩa này sẽ thấy lời quan luận định là chi lý. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Biên Vô Huệ Thông: nghiệp chướng nặng tham sân mạnh mẽ, thân yếu đuối, tâm khiếp nhược thì chỉ nên nhất tâm niệm Phật, lâu ngày các bệnh sẽ tự lành. Phẩm Phổ Môn nói: nếu có chúng sanh nhiều dâm dục, nóng giận, ngu si, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ xa lìa được những sự ấy. Niệm Phật cũng thế, chỉ nên tận tâm kiệt lực, chẳng hề ngừa vực thì không cầu cũng được. Trích dẫn Ứng Quang Đại Sư Giá Ngôn Lục: mỗi ngày ngoài trừ lúc phải làm mọi việc thuộc bổn phận mình ra, hãy nên chuyên tâm niệm danh hiệu Phật. Sáng tối đối trước Phật kiệt thành tận kính, khẩn thiết sám hối tốt nghiệp từ vô thủy. Lâu ngày như thế sẽ có lợi ích chẳng thể nghĩ bằng mà chẳng hay chẳng biết. Kinh Pháp Hoa dạy: nếu có chúng sanh nhiều lòng dâm dục, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát liền được ly dục. Với sân hận ngu si cũng thế. Như vậy thì chí thành niệm thánh hiệu A Di Đà Phật, Quán Âm, ba thứ hoặc tham sân si sẽ tự tiêu diệt. Hơn nữa nãy đang lúc có đời hoạn nạn, ngoài việc niệm Phật ra nên niệm thêm thánh hiệu Quán Âm, trong âm thầm sẽ có sự chuyển biến chẳng thể nghĩ bằng. Kẻo đến lúc tốt nghiệp bất chợt hiện đến, không cách chi tránh khỏi. Trích dẫn Ứng Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục: thầy thuốc dù giỏi cũng chỉ trị được bệnh, không trị được nghiệp. Như tử trọng ruột bị rất nặng, thầy thuốc bảo không giải phẫu không xong. Bà thiếm tư của ông chẳng đành lòng nên chẳng chữa, cùng đức chương liều mạng niệm Phật niệm kinh Kim Cang, năm ngày khỏi bệnh. Bệnh này đáng kể là cực nặng cực nguy hiểm, nhưng chẳng chữa sau năm ngày liền lành. Bệnh điên của tứ trường thuộc về tốt nghiệp, bà thiếm tư của ông do chí thành lễ tụng nửa năm liền khỏi. Cha ông đã quy y Phật Pháp, lẽ ra đến tin lời Phật, chẳng nên tin theo thầy thuốc tây, phải đến bệnh viện của họ để chữa. Nếu như hết thảy bệnh đều phải được thầy thuốc trị mới lành, không thầy thuốc chẳng xong. Thì từ thời cổ hoàng đế và những kẻ phú quý lẽ ra vĩnh viễn không bệnh tật, cũng vĩnh viễn chẳng bị tử vong. Thế nhưng kẻ bần tiện vừa ít bệnh vừa sống lâu, người phú quý lắm bệnh lại thường đoản thọ. Đó là vì cớ gì? Một là do mình tự tạo thành bệnh, hai
là thầy thuốc gây ra bệnh. Do hai công năng tạo tác này muốn thoát bệnh khổ có được hay chăng? Mong ông thưa cho cha hiểu, bất tất phải lên Thượng Hải tìm thầy thuốc Tây, cứ ở nhà cầu nơi Đại Y Vương, A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ tự có thể chẳng cần đến thuốc mà lành bệnh. Cầu thầy thuốc Tây chỉ hy vọng chừng một nửa, cầu Đại Y Vương mới ra thân thể sẽ được mạnh. Mà dù thân thể chưa khỏe lại, thần thức chắc chắn thấy thư thái. Nếu sai lầm muốn được mạnh liền, bỏ hết những giới đã trì khi trước, thật chẳng khác nào rạch thịt để tự bị thương, chỉ tổn hại không ít gì. Khi Tây Y chưa truyền vào Trung Quốc, Trung Quốc có bệnh gì cũng chẳng chỉ được ư? Bởi vậy nên buông vọng tưởng xuống, đề khởi chánh niệm sẽ cảm ứng đầu dao, tự có thể lành bệnh hoàn toàn. Trích dẫn Ứng Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Quan Thế Âm Bồ Tát thệ nguyện rộng sâu, theo tiếng cứu khổ. Nếu gặp phải những hoạn nạn như đạo binh, nước lửa, đói kém, sâu rầy, châu chấu, ôn dịch, hạn hán, lục lội, giặc cướp, oan gia, ác thú, rắn độc, ác quỷ, yêu mị, bệnh tật do oán nghiệp, tiểu nhân, thảm hại, vân vân, mà có thể phát tâm sửa lỗi hướng thiện, tự lợi lợi người, chí thành khẩn thiết niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, niệm niệm không gián đoạn, chắc chắn sẽ được Ngài từ bi che chở, chẳng bị nguy hiểm gì. Nếu vẫn giữ tấm lòng chẳng lành, dẫu có xưng danh, chẳng qua chỉ tạm gieo căn lành cho vị lai, chẳng được cảm ứng trong hiện thời. Bởi lẽ Phật Bồ Tát đều là thành tựu thiện niệm cho người, chọn chẳng thành tựu ác niệm cho người. Nếu chẳng phát tâm sửa lỗi hướng thiện, lầm lạc muốn niệm danh hiệu Phật Bồ Tát để mong thành tựu ác sự cho mình, thì quyết định không được cảm ứng, chớ có dây lên cái tâm điên đạo ấy. Niệm Phật khẩn yếu nhất là giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, giữ tấm lòng tốt, nói lời tốt lành, làm chuyện tốt đẹp. Có sức làm được thì tích cực làm, chẳng thể làm được thì cũng phải phát thiện tâm ấy. Hoặc khuyên người có sức làm, hoặc thấy người khác bèn phát tâm hoan hỷ, thốt lời khen ngợi, thì cũng là thuộc về công đức nơi tâm và miệng. Nếu chẳng thể tự làm được, thấy người khác làm bèn sanh gánh ghét, liền thành ra tâm hạnh tiểu nhân gian ác, chắc chắn bị tổn phước giảm thọ, chẳng được kết quả tốt lành, hãy nên thống thiết răn dè. Chẳng được làm chuyện giả dối để được tiếng buôn danh chút dự, tâm hành ấy quá thật bị thiên địa quý thần đều cùng ghét. Nếu có thì phải sửa đổi, nếu không thì càng thêm cố gắng. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyến Thượng Một Lá Thư Trả Lời Khắp. Trân trọng cung kính pháp bảo, hết tập 6